cái này. Thôi vừa ăn thôi, ăn phải đủ luôn đi này. Vừa ăn rồi đúng không? Mặt bác đang có bà. Ôi giời ơi, tôi không ăn được cái thứ này. Tôi tưởng nó như thế nào. Tôi ăn hột cay lắm, tôi phải nhủ đi. Hay là hột cay, hột không quay. Cậu quay lại vậy này, tôi nhủ luôn đi. Con nó nằm trong cao như mẫu mày mà gần bằng cô đấy này. Con mặc cái đấy đi, con mặc vào người đi. Cái này nó ăn vô tư. Bà ơi, cái lón này là bao tiền bà? Cái nào cơ? Lón này là bao tiền một cái ạ? À? Vâng. 180 à? Đánh dấu cái này nó là lợn bột. Đây, bà sâu lón luôn nào. Bác đang hỏi mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ 62. Mà bây giờ kém chị 75 tuổi nữa cơ. 72 kém chị 5 tuổi nữa cơ. Mà bà xem chừng lưng nó cứ thấy đi cứng cứng như vậy kém. Lưng cứng nhỉ, chân cứng. Khớp lớp này nhiều. Thua chân chị chỉ cứ đi được 2 đám ba mà. Sáng đám, chiều đám. Chiều đi đám tuần thất nữa, ba không nhé. À, mày đội thử chân nào. À, đội thử chân nào. Mày ưng cái lón này không? Đây, cái này vào này. Cái đấy để đinh đi cô ạ. À. Cắt đi cũng được, vậy cắt đi cũng được mà. Không, không ấy đây. Không. Cái đấy là điêu đinh. Đâu nối vào đây đây. Nối vào đây á? Ừ. Nối thì mình nối vào. Nối gì? Mà không nối là đưa vào kéo cái này. Cái này bao giờ người ta rút kim à? Ba. Chiều thế nhỉ? 10.000 đồng. Nào hôm nay mua được cái gì nào? Thưa đây cho nào. Nào, ướp bên thế nào?
đẹp không?